Con xin đọc thầy cho thầy Thích Hạnh Phú và xin máy của bác Tịnh Nguyễn từ Zoom 3336 chuẩn bị ạ. Dạ, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con mới biết đến pháp môn niệm Phật. Sau khi đi quy y, con được tặng một chiếc đài nghe về pháp môn tịnh độ. Trong đó có bài khuyên người niệm Phật. Con cũng được hướng dẫn vào đường Zoom của cư sĩ để nghe hội thảo hộ niệm. Kể từ đó, con tu theo pháp môn niệm Phật. Từ sau mùa dịch COVID, con có tham gia trực tiếp vào ban hộ niệm, đi hộ niệm và hộ niệm trên Zoom của các đạo tràng. Tuy nhiên, gần đây, con có tham gia với một ban hộ niệm. Con thấy vị trưởng ban hộ niệm không chỉ hộ niệm hướng dẫn hộ niệm mà có những ca khó xả bỏ báo thân. Thì vị trưởng tràng này đi tìm hiểu lục khắp nhà, từ bình rượu ngâm, các đồ treo cảnh, hình thù con vật như sừng trâu, sừng bò, to nhỏ, nhiều tiền đều phải bỏ hoặc thiêu đốt. Và các bể cá cảnh to nhỏ đều bảo gia đình phải thả phóng sanh. Vị trưởng ban nói, tất cả những cái trên đều là chướng ngại cho, đều là oan gia trái chủ, là ma là quỷ, khiến cho bệnh nhân kia khó xả bỏ báo thân. Vậy việc làm đó của vị trưởng tràng này có đúng hay không ạ? Chúng con có nên học theo như thế hay mình đi hộ niệm chỉ biết hộ niệm và hướng dẫn gia đình người bệnh niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ? Còn mọi việc của gia đình không xâm phạm ạ. Còn xin lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho chúng con được hiểu thêm để chúng con hành theo đúng pháp ạ. Con thành kính tri ân lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Người quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhìn thấy những hiện tượng đem đầu của chúng sanh ra để trưng bày, những cảnh mà chết sống của chúng sanh ra làm vui là cái điều không tốt, là cái điều không tốt. Chứ vì muốn đi vãng sanh mà còn thèm cái miếng thịt của chúng sanh, thì xin thưa với chư vị, chẳng lẽ một tay thì mình nắm A-di-đà Phật, một tay nữa thì mình nắm cái thế giới ta bà A-di-đà Phật nữa, nào mà chế cái thân chúng ta ra để đưa một nửa thì đi, một nửa thì ở lại được sao? Cho nên nếu thực sự trong nhà mà có những chuyện, thí dụ như là có người thì lấy rắn ngâm rượu, có người thì ngâm các kè, có người thì ngâm những chuyện đó, xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị dùng cái thân của chúng sanh mà ngâm để uống, uống để dưỡng cái thân này, thì làm sao chúng ta dám mạnh dạn bỏ cái thân này mà đi theo A-di-đà Phật? Vì thế cho nên người bán thượng niệm mà tìm những cái đồ này mà yêu cầu gia đình bỏ đi, đốt đi là cái điều đúng chứ không sai. Chỉ có cái điểm này là cứ những loài cá cảnh mình đang nuôi trong bồn, nếu mà thả ra sợ rằng chúng chết đấy. Nếu vậy thì chúng ta cố gắng ráng nuôi cho tròn cuộc đời của chúng. Còn khi thả ra, chư vị cũng phải cẩn thận tìm cái môi trường nào đúng hợp với nó để thả. Nếu mà chúng ta thả vô ý, thả ra rồi thì không hợp môi trường, chúng chết đi cũng tội nghiệp. Ví dụ như những loài chim mà mình nuôi trong lòng, xin thưa thực, những loài chim nuôi trong lòng đã quen ăn hàng ngày rồi, đã quen với chúng ta rồi, khi thả ra chúng không biết cách nào để mà sống. Vô tình những con vật lớn nó tới ăn những con này, vô tình mình thả ra tướng là mình phóng ranh, nhưng vô tình nó biến thành là những cái miếng mồi ngon cho những con chim lớn thì cũng tội nghiệp. Vậy thì theo như dự ông nghĩ là ban hộ niệm làm như vậy là đúng chứ không phải là sai. Và đây cũng là nhắc nhở cho chư vị,
ở trong nhà mình nếu mà có người ngâm tối ngâm hành để ăn cho trị cảm, trị bệnh gì đó, trị bá bệnh gì đó, nếu chư vị thực sự muốn vãng sanh thì phải bỏ ngay cái chất ngũ tông này thì mới được vãng sanh. Nếu chư vị còn dùng đó thì dẫu cho ngàn người tới hộ niệm không được vãng sanh đâu nhé chư vị. Nhớ cực kỳ điểm này. Nếu mà mình muốn đi vãng sanh mà nhìn thấy con gà đi ngang, mình thấy cái bắp đùi nó ngon quá thì ôi làm sao, một nửa thì muốn đi về Tây Phương, một nửa thì muốn bám lấy cái tam đồ ác đạo A-di-đà Phật, nửa nào để xé tan cái thân xác chúng ta làm hai. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải quyết lòng quyết chí, đường nào phải đi một đường. Đừng nghe những người phàm phu bàn chuyện tiếu lâm, còn nước còn tác. Nhiều khi mình đã hết nước rồi, nước đâu nữa mà tác. Phải quyết lĩnh cứu lấy thân mạng, cứu lấy cái quê mạng của mình hơn là bám vào cái thân mạng này để cho quê mạng của mình đời đời kiếp chịu nạn. Còn cái thân này rõ ràng đang nằm một chỗ chuẩn bị chờ ngày tan rã, còn gì nữa mà tác, phải không chư vị? A-di-đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.